Nam ca sĩ Jubin vừa khiến cộng đồng mạng đồng loạt hoang mang khi anh vừa bị cơ quan chức năng bắt giữ vì nghi liên quan đến tổ chức sử dụng chất cấm. Quá khứ hàng loạt scandal của anh cũng nhanh chóng bị netizen đào bới. Ngày 6 tháng 6, một nguồn tin xác nhận công an quận 10 thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Chu Đăng Thành, còn gọi là ca sĩ Jubin, cùng một số người khác để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất cấm. Trước đó 2 ngày, công an kiểm tra một căn nhà, phát hiện khoảng 6 người đang tổ chức sử dụng trái phép chất cấm, trong đó có ca sĩ Jubin. Hiện tại vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Những người này bị công an đưa về trụ sở để điều tra. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng triệu tập một số người có liên quan. Vụ việc hiện đang được công an quận 10 khẩn trương điều tra làm rõ. Ca sĩ Jubin tên thật là Chu Đăng Thành, sinh năm 1985. Từ năm lớp 12, Jubin đã đi hát tại các phòng trà để kiếm thêm thu nhập. Jubin có hơn 10 năm ca hát. Anh được khán giả nhớ đến khi là chủ nhân của nhiều bản hit ballad buồn như Giấc mơ vô hình, Hãy xem là giấc mơ, Giả vờ thương anh được không. Năm 4 tuổi, cha mẹ ly dị, Jubin bị cha đối xử tệ nên sang sống với mẹ. Anh từng theo đuổi bộ môn taekwondo, tới hưởng nhiều huy chương nhưng sớm từ bỏ vì gia cảnh khó khăn. Lớp 12, 8X bắt đầu đi hát ở những sân khấu nhỏ, kiếm cách xê 20-30.000 đồng một đêm phụ mẹ. Anh còn kiêm nhiệm nhiều công việc như bán vé, bốc vác cho các đoàn diễn tỉnh. Năm 2005, Jubin vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp, được khán giả thế hệ 8X, 9X biết đến, yêu thích qua hai bản hit Hãy xem là giấc mơ và Một lần nữa thôi. Trên YouTube, các MV của anh đạt lượt xem cao như Hãy xem là giấc mơ 41 triệu lượt, Giả vờ thương anh được không 77 triệu lượt. Sau giai đoạn này, tên tuổi Jubin lắng xuống, anh thường đi diễn tại các tụ điểm, thỉnh thoảng phát hành sản phẩm trên nền tảng số. Năm 2019, Jubin ký hợp đồng với một doanh nhân, được đầu tư 10 tỷ đồng để làm các MV trong 2 năm. Sản phẩm gần nhất là MV Phố Hoa Lệ ra mắt hôm 8 tháng 3 năm 2023. Vào cuối năm 2023, Jubin gây xôn xao vì sự cố liên quan tới chất bẩn tại một quán bar. Tại thời điểm nam ca sĩ đang biểu diễn, trên sân khấu xuất hiện những vật thể lạ có hình dáng nhạy cảm bị nghi là chất thải. Thời điểm đó, Jubin lên tiếng cho biết mình bị chê xấu, cho rằng có người cố tình nhét chất bẩn vào lưng anh nên mới xảy ra sự cố. Sau khi hoàn thành bài hát, nam ca sĩ thay trang phục thì thấy có một bịch ni lông bị mắc ở thắt lưng. Jubin nói, ngày hôm đó tôi có xuống giao lưu với một bạn trong quán bar, họ vây quanh tôi rất đông và cổ vũ nhiệt tình. Sau đó một người ôm chặt lấy tôi và tôi nghĩ họ đã lợi dụng khoảnh khắc đó để đút vật lạ vào người tôi trong một chiếc túi giấy. Đến lúc thấy chân mình lấm bẩn tôi mới nhận ra mình bị chê xấu. Lúc ra về tôi nhanh chóng mua quần mới, rẽ vào một quán nước để tắm rửa thay đồ. Dù đã lên tiếng giải thích, sự cố trên sân khấu của Jubin vẫn trở thành chủ đề bàn tán xôn xao trên mạng xã hội cho đến hiện tại. Vào tháng 4 năm 2023, mạng xã hội xôn xao trước lùm xùm ca sĩ Jubin bị bạn gái cũ Ngọc Trà tố ngoại tình trong lúc cô đang mang thai. Nam ca sĩ gây thất vọng khi bị người yêu cũ chê thiếu trách nhiệm. Ngọc Trà còn tiết lộ bị bạn trai cũ đe dọa sẽ cắt chu cấp 10 triệu đồng một tháng nếu đăng bài bóc phốt. Thời điểm xảy ra ồn ào, Jubin nhanh chóng lên tiếng thành mình, cho biết mọi việc không như lời bạn gái cũ nói, đồng thời phủ nhận chuyện ngoại tình. Theo nam ca sĩ, khi đã được ai nấy đi, anh mới bắt đầu có mối quan hệ mới. Riêng về chuyện con gái, Jubin cho biết, khi nào xét nghiệm đó đúng là con của mình thì anh sẽ chịu trách nhiệm.